Rồi, ok, chúng ta hôm nay bắt đầu bài học nha các em. Thì bài học hôm nay chúng ta là bài viêm tai giữa cấp, tức là acute otitis media. Thì trước tiên là bệnh sử ha. A 10-year-old boy is brought to his pediatrician's because of a painful ear. Câu này thì rất đơn giản về tiếng Anh phải không? Là một cậu bé 10 tuổi đã được mang đến, tức là ba mẹ ha, phụ huynh đem đến tới một bác sĩ nhi khoa. Pediatrician là bác sĩ nhi khoa, bởi vì cái đau tai, painful tức là đau một tai không, painful ear tức là đau bên tai. The pain began 1 week earlier with a runny nose and sinus pressure that progressed to ear pain and dizziness. Thì cái đau này nó bắt đầu là một tuần trước, phải không? Lấy cái này. Xem coi nó bị không. Một tuần trước. With a runny nose. Thì đây là chảy nước mũi, phải không? Thì tiếng Anh mà bị bệnh, nếu mà chúng ta có chảy nước mũi thì là to have a runny nose. Runny nose, chứ không phải là tôi nói là my nose is runny, không bao giờ người ta nói như thế, không, mình nói là tôi bị chảy nước mũi thì nói là I have a runny nose. And sinus pressure tức là cái áp lực trong cái xoang, một chút chúng ta sẽ nói về các xoang của liên quan tới cái bệnh này. That progress to ear pain, để mà nó diễn biến progress là diễn tiến, diễn tiến tới là có một cái đau tai và dizziness là chóng mặt, dizziness là chóng mặt, dizziness là sự chóng mặt. Thì dizziness từ chữ dizzy, mà tiếng thuật ngữ tiếng Anh y khoa chúng ta có cái chữ khác là vertigo, chúng ta ít xài hơn vertigo. Thì vertigo có thể là chóng mặt, mà có hai loại chóng mặt phải không, một cái chủ quan và một cái khách quan. Tức là một loại là chóng mặt là chúng ta thấy là thế giới xung quanh chúng ta quay, là một loại. Còn một loại nữa là chúng ta thấy là mình bị quay, nhưng mà hai cái đó đều là vertigo cả. Nhưng mà chữ mà người layman thường dùng thì chúng ta lay person là, thí dụ như trong y khoa chúng ta thì chúng ta nói là professional, phải không? Còn cái người ở ngoài không phải cái người trong nghề thì chúng ta gọi họ là lay person, tức là người ngoài nghề. Thì thường thường cái lay person đó là cái họ gọi là dizzy and dizziness. Otoscopic examination, cái sự khám mà otoscopic tức là em thấy cái chữ auto tức là tai, phải không, lỗ tai, phải không? Otoscopic là cái soi, soi tai, khám mà bằng cách soi tai, scope tức là soi, phải không, nhìn, thì otoscopic. Nhưng mà cái máy soi tai thì cũng vậy, nhưng mà mình không phát âm là otoscopic mà chúng ta phát âm là otoscope. Otoscope. Cái sự soi tai đó, otoscopic là adjective, do đó mình nhấn mạnh dừng thứ ba, cause. Còn trong trường hợp mà cái máy soi tai thì là otoscope. Những cái máy giống như những cái máy khác thường thường là nó sẽ nhấn mạnh cái dần trước, cái dần trước chữ scope, giống như là glucometer, otoscope.
Otoscopic examination reveals the findings in figure 11.3. Cái này mình sẽ nói cái hình kế tiếp, cái slide thứ hai. Thì thấy là cái nếu mà soi tai khám bằng cách soi bằng cái máy soi tai thì sẽ thấy reveal ha, xuất hiện ra ha, hiện ra, lộ ra ha, lộ ra những cái findings, những cái gì mà mình tìm thấy được, mà cái hình đó trong cái hình số 11.3 thì mình sẽ nói tiếp. He has a low grade of fever. Thì cậu bé ấy có cái fever ha, có cái sốt mà thấp ha, low grade. Sốt cao là high grade, sốt thấp là low grade. 37.8 Celsius hoặc là centigrade. Yeah. Chữ C này mình có thể nói là Celsius, yeah, hoặc là centigrade. Yeah. Yeah, được ha. Tương đương với nó là 100 degree Fahrenheit. F là Fahrenheit, cái này mình biết rồi. Bên Mỹ thì hầu như là nó dùng là Fahrenheit, không có dùng Celsius. Nhưng mà trong y văn, theo quy định đó, thì y văn đó, thì chúng ta phải ghi bằng Celsius. Hoặc là ở bên Việt Nam của mình, hay là ở bên Canada của tôi, hoặc là bên Pháp chẳng hạn, thì người ta dùng Celsius là độ C. Còn bên Mỹ thì nó, bên Mỹ và bên Anh vẫn còn độ F, ha, Fahrenheit. But no other physical findings. Yeah, chỉ có cái đau tai, yeah, chóng mặt và sốt, yeah, nhưng mà không có những triệu chứng khác, không có triệu chứng vật lý nào khác, phải không? Những cái thực thể nào khác, physical findings. Nào, bây giờ mình sẽ xem cái hình này. Cái hình này thì đúng ra là các em không phải chuyên khoa, tôi cũng không phải chuyên khoa về tai mũi họng, như thì này là cho bác sĩ tai mũi họng, nhưng mà mình nên biết những vấn đề cơ bản. Thì khi nào mấy em, cái vấn đề cơ bản nhất là cái màng nhĩ ha, khi mình soi tai mình nhìn là mình chủ yếu là mình nhìn cái màng nhĩ, còn cái ống tai thì cũng không phải là cái chỗ chủ yếu. Do đó mấy em thấy cái hình giữa nè, đây là cái hình là cái màng nhĩ bình thường. Thì đại khái sơ lược như thế này, đầu tiên là mình, mà khi mà mình nhìn cái màng nhĩ á, mình phải nhìn thấy cái là cái lichen, đây mình thấy không, đây nè, chúng ta gọi là light, là ánh sáng, không khô, là cái hình tam giác, cái hình nón á. Thì như thế á, chúng ta thấy đây là cái lichen, như thế là bình thường. Mà cái lichen nó nằm ở phía nào á, thì phía đó là phía trước, đúng không? Thì đây là phía trước nè, là anterior nè. Và thứ hai nữa là em sẽ thấy cái xương búa, xương búa đây là cái đuôi xương búa nè, cái chỗ này là cái đuôi xương búa, và đây là tai búa ha, tai xương búa. Thì như vậy cái tai xương búa thì nó hướng về phía sau. Như vậy khi mà mình thấy cái hình như thế này á, là mình biết á, đây là cái phía tai trái, phải không? Tại vì nó là anterior ha, phía này là phía anterior, cái này là phía posterior ha. Do đó cái này là cái màng nhĩ trái. Đó là một cái hình nghĩa là normal, tức là cái hình bình thường của cái màng nhĩ. Thì chúng ta phải nhìn thấy cái cone của nó là cái chính, rồi chúng ta xác định là cái đầu, cái đuôi xương búa là ở giữa cái màng nhĩ, và sau đó là cái tay của xương búa, sau đó chúng ta thấy cái incus, thấy cái xương đè vân vân. Nhưng mà nói chung là mình thấy màng nhĩ, mình xác định được cái lichen rồi đó, thì mình sẽ xem chung quanh đó như thế nào, thì mình thấy là đây được tương đối dịch trong. Thì cái hình đầu tiên này là cái hình trong cuốn sách mà chúng ta đương học đây, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là cái này á, là cái lichen nó nằm đây đây. Do đó đây là cái phía màng nhĩ bên phải, phải không? Cái hồi nãy là cái đầu tiên là màng nhĩ bên trái, mình nhìn xem cái lichen là mình biết nó bên trái hay bên phải. Dĩ nhiên là khi mình soi tai mình biết cái tai đó tai trái hoặc tai phải rồi, nhưng mà khi mình nhìn cái hình đó thì mình xác định nó là cái màng nhĩ trái hay màng nhĩ phải. Thì mấy em thấy là nó có bulging đây, phải không? Chỗ này nè, nó phù lên, và chỗ này nó cũng phồng, phải không? Do đó thì thấy đây là cái màng nhĩ bất bình thường, phải không? Những cái hình kia là những hình minh họa thôi,
Ví dụ như cái hình thứ ba này, thì em thấy là nó có cái dịch đây nè, thấy không? Thế bạn nghĩ tương đối là trong á, dịch đây vẫn còn cái lycon chỗ này chút xíu đây nè. Nhớ là chúng ta cũng biết đây là cái tai bên phải, đúng không? Và đây á, cái hình thứ tư thì chúng ta thấy là cái lycon nó biến dạng rồi, nó không còn chính xác nữa, mà đây nó nhiều hơn. Do đó tại vì khi mà cái màng nhĩ nó thay đổi thì cái lycon nó thay đổi, do đó cái lycon là cái quan trọng nhất, cái nón, cái hình nón của cái ánh sáng phản chiếu đó, khi mà chúng ta soi tai. Giờ đây nữa là thấy rõ ràng đây là cái màng nhĩ là nó bị lủng, phải không? Thì đó, thì nói chung là chúng ta không phải là chuyên khoa đó, nhưng mà ít gì chúng ta cũng biết là cái màng nhĩ đó nó là bình thường hay là bất bình thường. Mà muốn bình thường thì mình sẽ thấy là cái màng nhĩ đó, cái nó có cái lycon đúng vị trí, nó không bị lệch, và nó cái màng nhĩ nó phùng ra giống như một cái nắp nồi vung vậy đó. Khi mà nó có vấn đề thì nó sẽ biến dạng cái màng nhĩ đó. Tiếp, what is the most likely diagnosis? Cái chẩn đoán nào mà nghĩa là phù hợp nhất, thích hợp nhất, là gần đúng nhất, gần nhất, thì đó là gọi là acute otitis media. Thì đây cũng vậy, acute là cấp, oto tức là cái tai, phải không? Otitis là viêm tai, media là ở giữa. Chúng ta đã biết rồi, tai chúng ta chia làm 3 phần, không? Tai ngoài, tai giữa và tai trong. Thì ở đây ngày hôm nay là chúng ta nói về viêm tai giữa, là acute otitis media. The bulging red tympanic membrane, cái màng nhĩ, tiếng thuật ngữ nó là tympanic membrane, nhưng mà nếu mình nói thường, tiếng ngoài thường, lay person thì nó là eardrum, đúng không? Ear là lỗ tai, drum là cái trống, đúng không? Mặt trống, eardrum, nói eardrum, tympanic membrane. Thì bulging tức là nó phùng lên, bulging thì nó đỏ, thì cái màng nhĩ nó phùng lên là đỏ, is a sign of middle ear infection. Thì cái màng nhĩ là cái biểu hiện của cái sự có những sự rối loạn hay những sự bất thường của tai giữa, thì nó hiện ra màng nhĩ. The clinical cause suggests a viral upper respiratory infection. Cái diễn biến về lâm sàng thì suggest, to suggest là đề nghị, không? Nhưng mà cái này là gợi ý cho ta, ha? Đề nghị cho ta, nhưng đúng ra là giúp như hướng cho ta biết, ha? Suggest là có một cái infection, là nhiễm trùng đường hô hấp, respiratory, upper đường hô hấp trên, mà thường là của siêu vi virus. Thì đúng ra chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy là cái bệnh viêm tai giữa thường là chủ yếu á, là có hai loại luôn, phải không? Một cái là vi trùng, một cái siêu vi. Nhưng mà cái sự hỗ tương giữa virus và vi trùng như thế nào thì chúng ta sẽ nói tiếp trong những cái slide kế tiếp. Leading to secondary involvement, cái sự mà nhiễm, nó không phải là nhiễm tai giữa, mà nó bị viêm nhiễm đường hô hấp trên, mà do cái con siêu vi, thì nó sẽ dẫn đến cái sự tham gia vào cái tai giữa. Tức là ở đây, tức là bản thân cái chỗ tai giữa nó không phải là cái nguồn gốc gây nhiễm, mà nguồn gốc gây nhiễm đó là đường hô hấp trên, rồi nó lan lên trên cái tai giữa. Chúng ta biết rằng cái tai giữa, cái cấu trúc của tai giữa nó rất là kín đáo, nó rất kín đáo, do đó không phải tự nhiên mà có thể nó tự nhiễm cái tai giữa được, mà thường là nó từ cái đường hô hấp trên. Secondary involvement tức là thứ phát, cái viêm tai giữa đó là thứ phát của của nhiễm đường hô hấp trên. To inflammation,
cái sự thứ phát đó là làm cho cái tay giữa đó nó bị viêm, and contractions of the Eustachian tuber, tức là diastase, phải không? Eustachian, chữ này có thể là đọc xiên mà có thể đọc là kien. Eustachian là cái dòi. Thì như vậy là cái sự nhiễm trùng đường hô hấp trên nó sẽ làm ảnh hưởng thứ phát lên trên cái tai giữa bằng cách gì? Bằng cách là nó sẽ gây viêm và nó gây sung huyết của cái Eustachian tube. Chúng ta sẽ thấy cái hình ở đây, đây cái hình dưới đây, thì chúng ta sẽ nói như thế này là bình thường chúng ta thấy cái màng nhĩ á, nó sẽ được cân bằng áp lực giữa cái lỗ tai ngoài là chỗ này, đúng không? Và cái dòi Eustache, Eustachian tube. Thì hai cái áp lực hai bên của cái màng nhĩ nó làm cân bằng. Và khi mà chúng ta có những cái áp lực thay đổi, ví dụ như chúng ta đi máy bay hoặc chúng ta lên dốc thật cao, thì lúc đó là cái áp lực bên ngoài nè, cái lỗ tai ngoài này nó giảm đi, mà cái áp lực bên tai trong á thì nó mạnh hơn, do đó nó sẽ bung, nó đẩy cái màng nhĩ ra làm chúng ta ù tai hoặc nhức tai, đúng không? Đó là trong trường hợp của khi mà chúng ta lên độ cao. Đó là cái mà lúc đó là cái áp lực của Eustachian này nó cao hơn cái áp lực ống tai ngoài. Còn trong trường hợp này á, trong trường hợp mà viêm tai giữa thì nó ngược lại. Lúc đó đó, vì tình trạng inflammation và contraction của cái dòi Eustache này, do đó nó sẽ làm bịch cái dòi Eustache này lại. Chúng ta biết là dòi Eustache là đi từ cái khoang miệng, phải không? Nó đi lên tai giữa thì có một cái chỗ đó, cái đường kinh đó, đường kênh đó là cái đường cái dòi Eustache đó, thì nó bị bịch lại. Mà khi nó bịch lại đó thì cái khoảng không gian này nè, cái khoảng trống này nè, nó sẽ bị hấp thu, nó bị hút cái oxygen, oxygen nó bị hấp thu đi, do đó cái chỗ này nó sẽ làm giảm áp lực của bên trong, thì do đó áp lực bên ngoài là của lỗ tai giữa nó sẽ đẩy vào trong. Thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cơ chế, trong viêm tai giữa và cơ chế mà chúng ta đi lên cao là hai cái chiều áp lực khác nhau, đúng không? Nhưng mà nó cùng đồng thời nó tác động lên trên màng nhĩ, mà màng nhĩ là cái màng rất là sensible, rất là dễ cảm, do chúng ta bị ù tai hoặc đau tai vì lý do là thay đổi áp lực của bên ngoài và bên trong màng nhĩ. The Eustachian tube connect, này nó chỉ giải thích hơn, nó nói middle ear to the nasal pharynx, tức là từ cái mũi hầu mà vào trong, đúng là không phải xong miệng, lại tôi nói sai cái từ mũi hầu mà vào trong cái tai giữa, thì nó nối với nhau bởi cái Eustachian tube. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm cái này thì trong bài không có, nhưng mà rất là quan trọng đối với chúng ta, là chúng ta phải cần phân biệt hai thứ. Một cái là acute otitis media, nghĩa là chúng ta nói là viêm tai giữa, và một cái nữa là otitis media with effusion, OME ở đây, otitis media effusion. Hai cái này là nó cùng xuất hiện với nhau nhưng mà nó có cái tác dụng khác nhau, và chúng ta cần phải hiểu cái này, phải không? Tại vì hai cái này nó lẫn lộn với nhau mà chúng ta phải phân biệt. Cái đầu tiên như bài chúng ta học ngày hôm nay là cái về viêm tai giữa, nhưng mà cái viêm tai giữa đó nó thường là cấp, do đó là gọi acute, đúng không? Và nó sẽ biến mất trong chủng một vài ngày hay là một tuần gì đó, tùy theo cái dự trị bằng kháng sinh vân vân. Nhưng mà cái nguy cơ nhất của cái tai giữa nó không phải là acute otitis media mà nó là otitis media with effusion. Effusion là bị tràn dịch, đúng không? Giống như chúng ta nói là tràn dịch màng phổi là pleural effusion, thì trong trường hợp này cái tai giữa nó cũng bị tràn dịch thì chúng ta gọi là
otitis media. Thì hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Thường á, là các acute otitis media là một cái nhiễm, một cái viêm tai mà nó xuất phát từ cái nhiễm trùng đường hô hấp trên do virus. Do đó sau đó nó có thể bội nhiễm bằng vi trùng, thì cái đó là chúng ta gọi là otitis media. Trong trường hợp này vì nhiễm trùng, do đó thường thường người ta có khuynh hướng là người ta trị bằng kháng sinh, tại vì kháng sinh do bội nhiễm vi trùng chứ bản thân virus không phải là trị, nhưng mà chúng ta trị nhiễm vi trùng. Nhưng mà cái một biến chứng của cái otitis media này là nó là một cái phản ứng viêm và nó làm tràn dịch effusion trong cái khu tai giữa này. Tràn dịch này có thể là, thường người ta nói là vô trùng, nó chỉ là cái phản ứng viêm inflammation, thì nó làm tiết dịch trong cái khoang đó. Mà khi mà tiết dịch vô trong khoang đó đó thì nó có nhiều cái hậu quả khác nhau không? Mà thứ nhất là cái hậu quả là làm gì? Là cho cái khu tai giữa đó, những cái xương đó, đó nó bị nhúng vào trong một cái dịch, nó không có hoạt động một cách bình thường, do chúng ta có thể là bị ù tai không nghe được, hoặc là cái xương đó nó sẽ cứng lại và chúng ta bị mất thính giác. Cái đó là otitis media of effusion. Trong khi cái mà acute otitis media thì có thể nó làm viêm và có thể làm lủng màng nhĩ, hoặc là nó làm chảy mủ, chảy dịch màng nhĩ vân vân. Do đó hai cái trường hợp này là nó đi chung với nhau, nhưng mà chúng ta phải phân biệt nó là hai cái tình trạng khác nhau. Dẫn tới cái tình trạng thứ ba, nó là sinusitis, là cho cái viêm xoang. Tại vì chúng ta sẽ thấy cái hình như thế này, mấy em học là mấy em cũng biết là cái xoang mặt chúng ta có nhiều xoang ha, nhưng mà đặc biệt khi mà cái vùng mũi hầu mà nó bị ảnh hưởng, bị viêm á, thì chúng ta sẽ thấy là hai cái xoang quan trọng nhất là xoang ethmoid, là cái xoang sàn phải không, và cái thứ hai nữa là cái maxillary sinus, là cái xoang hàm trên. Tại vì sao? Tại vì cái xoang sàn và cái xoang hàm trên á, thì nó đổ vào xoang mũi là ở chỗ này đây. Thì ở đây nè, chỗ này. Nó những bình thường đó, những cái xoang đó nó tách rời với nhau, nhưng mà nó liên lạc với cái xoang mũi, xoang sàn và xoang hàm trên, nó liên lạc với xoang mũi bằng cái conker, là cái thứ chúng ta biết là mũi. Trong cái xoang mũi á, nó có ba cái gọi là ba cái gì tôi không nhớ bằng tiếng Việt ha, gọi conker, nó là giống như cái xoang, đúng rồi, người ta gọi là xoang mũi. Thì nó có ba cái xoang mũi, thì cái xoang thứ hai nè nó có một cái lỗ, cái lỗ đó là cái lỗ thông với lại xoang sàn và xoang hàm trên. Thì khi nào một cái sự viêm ở trong xoang mũi á, nó có thể làm bịt cái lỗ này lại. Mà khi mà nó bịt cái lỗ lại thì giống như cơ chế như hồi nãy tôi nói, cái eustachian tube á, thì cái xoang hàm trên và cái xoang sàn này nè, nó hút cái oxygen, do đó nó làm collapse, nó làm cho áp lực âm trong đó. Mà khi mà áp lực âm xảy ra trong cái các xoang này á, thì cái dịch nó lại tiết ra, nó đổ vào trong cái xoang này, rồi sau đó đó rồi nó hút các dịch từ bên mũi nó vào trong đó, do đó nhiễm trùng. Do chúng ta thấy là nguyên tắc các xoang này là không có, nó là vô trùng, nó là rất là kín, nhưng mà khi mà nó bị áp lực âm trong cái xoang đó thì nó hút tất cả các dịch gì vân vân nhiễm trùng từ mũi, nó chui vào trong hai cái xoang này, do đó chúng ta bị sinusitis, bị viêm xoang. Do cái người mà bị viêm mũi, xoang mũi thường á, thì hai cái xoang mà đầu tiên mà bị ảnh hưởng là nó là xoang sàn và xoang hàm trên, chứ mà xoang trán cũng như là cái xoang bướm thì nó ít khi bị ảnh hưởng hơn. Ok, đây là cái
Cái bài này á, do một cái người viết mà họ chú ý về về cái embryology quá, nhưng mà tôi cũng đi theo đó thôi, nhưng mà nó thực sự ra nó cũng giúp cho chúng ta một phần á. Thì đây thì người ta nói về cái phôi, chúng ta biết embryo là phôi phải không? Embryology là phôi học ha, còn thai là fetus đúng không? Rồi em bé vừa ra là newborn. Có những cái giai đoạn mà từ trong bụng mẹ cho tới vừa ra thì chúng ta có những cái gì đâu đấy. Thì bây giờ đây là cái giai đoạn embryo. Embryo là cái giai đoạn mà thường là trong 1 tháng, không, 1 tháng đầu của thai kỳ. Thì chúng ta thấy cái mình nói cái chữ cái hàng này trước đi. From what embryologic structure is a tympanic membrane derived. Về cái cấu trúc về phôi của cái màng nhĩ nó đi từ đâu, cái nghĩa là vậy. Thì chúng ta cũng nên biết sơ cái chỗ này một chút xíu. The tympanic membrane derives from the first pharyngeal membrane. Tức là cái màng nhĩ nó xuất phát về phương diện phôi học thì nó xuất phát từ cái màng hầu, phải không? Màng hầu, laryngeal membrane. The pharyngeal membranes, cái này có nhiều, nó là cái nhiều số nhiều không? Constitute the tissue between pharyngeal growth cleft or cleft and pharyngeal pouch. Này cái tôi sẽ giải thích sau, nhưng mà như thế này. Chúng ta thấy đây là cái hình cái phôi đây. Thì các em bỏ hết ha, không cần nhớ nhiều thứ quá ha, chỉ cần nhớ cái chỗ này nè, đúng không? Thì chỗ những cái u này á, người ta gọi là pharyngeal arch, tức là cái cung hầu. Mấy em thấy không? Có những cung hầu đây có là 1, 2, 3, 4. Thường là nó có cái 4 cái cung hầu. 4 cung hầu đó thì nó cách nhau bằng cái 5 cái grooves ở đây ha. Thì phức tạp quá không? Nhưng mà tôi chỉ muốn nói như thế này, là mấy em thấy á, là nó là về theo thuyết tiến hóa thôi, thì nó là giống như con cá không, cái con cá đó thì cái mang của con cá đó nó là những cái cung hầu, cái những cái pharyngeal arch này. Nhưng mà người người á thì khi mà giai đoạn phôi á thì nó xuất hiện ra những cái cấu trúc giống như cái mang con cá, và sau đó nó bịt lại đi ha. Để cho cái crew thứ nhất nó sẽ làm là cái màng nhĩ, thì mấy em xem cái hình kế tiếp đây. Ok. Thì cái xuất hiện đầu tiên trong cái phôi á, chúng ta là ống tiêu hóa, đúng không? Ví dụ tôi nói là cái ống tiêu hóa đây là từ đây là ra phía miệng nè. Đây là phía hậu môn nè. Thì cái dọc ống tiêu hóa lúc đó phổi chưa có, phổi nó sẽ mọc ra từ cái chỗ cung hầu phải không? Thì cái khu này là cái khu cung hầu như nãy chúng tôi nói ha, cái đầu đây. Thì đây là cái cung hầu, là cái hình đây nè. Đây là giữa, đây là cái ống tiêu hóa thấy không? Đây là ống tiêu hóa. Đây là vùng cung hầu. Cung hầu thì nó xuất phát, nó thấy ra thì những cái arch. Số 1 là arch. Arch thứ nhất, số 2 là arch thứ hai, số 3 là arch thứ ba, thứ tư ha. Đây là 4 cái arch mà nãy chúng ta thấy ở ngoài cái hình phôi ở ngoài đó. Thì mỗi cái arch này á, nó có cái chỗ, đó là có chỗ ta gọi là cái pouch. Đây, cái chỗ như cái hốc. Hốc thứ nhất, hốc thứ hai, hốc thứ ba, hốc thứ tư, đó là pouch. Ở ngoài nó là cái cleft. Cleft thứ nhất, cleft thứ hai, cleft thứ ba, cleft thứ tư, phải không? Thì bên trong nó là cái pouch, là cái túi. Bên ngoài nó là cái cleft, là cái khe. Và cái túi và cái khe nó đi vào trong thì nó tạo ra cái chỗ này chúng ta gọi là membrane
laryngeal membrane, tức là cái màng hầu, phải không? Thì chỉ có cái pouch và cái cleft của cái pharyngeal, first pharyngeal arch á, là cái mà nó sẽ tạo ra cái tai của mình. Đấy không? Cái này em sẽ thấy đây. Hình như đây. Tức là bên trong cái pouch thì nó sẽ biến thành cái vùng tai giữa, phải không? Còn bên ngoài cái pouch nó là cái lỗ tai, phải không? Thì chỉ đối với loài người thì chỉ có cái arch thứ nhất là nó sẽ biến thành cái tai của mình. Do đó bạn về nguồn gốc mà nói, cái tai của mình là cái màng thứ nhất của con cá. Còn những cái 2, 3, 4 này nè, thì trong quá trình mà phát triển của phôi thì nó bích lại hết. Nó sẽ bích lại hết. Do đó chúng ta sẽ không thấy nó còn tồn lại những cái thứ. Nhưng mà nói chung là mình chỉ nhớ là cái tai của mình là cái màng thứ nhất xuất phát từ cá. Thì vì nó bịch lại hết, nhưng mà nhiều khi nó sót. Giờ em thấy không, có một số người nó còn sót lại những cái lỗ dọc theo vành tai, hoặc là ở gần trái tai, hoặc là ở cổ. Thì những cái lỗ đó thì chúng ta có thể là sinus fissure, tùy theo sinus là một cái khoang, hoặc fissure nữa, thông vô bên trong nữa. Thì những cái đó đó, nói chung nó từ pharyngeal arch, từ cái pharyngeal groove hay cleft ra, nó sốt, nó không đóng lại hết, vì nó còn tồn tại lại. Đó là nó xuất ra, nó cái ý nghĩa nó là từ những cái màng thôi. Only the first pharyngeal membrane, đây nó nói nè, is retained, còn giữ lại thôi. Chỉ có cái màng hầu mà thứ nhất thì nó mới giữ lại ở người lớn. The rest are obliterated during development. Còn lại các màng hầu, cái cung hầu thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì thứ tư đúng ra nó gọi là thứ sáu em, nhưng mà rắc rối quá mấy em không cần nhớ đại khái. Thì nhưng mà những cái cung hầu khác là nó đóng lại, obliterated, nó bịch lại, obliterated, được bịch lại trong quá trình phát triển của từ phôi qua thai, thì nó bịch lại, chỉ còn lại một số người sẽ còn sót lại những cái tồn tại đó, những cái lỗ mà dọc theo chung quanh tai, vành tai và theo cổ, thì đó là những cái mà màng hầu còn sót lại. Ok. What three bones are located in the middle ear? Ba cái xương, cái ba xương này là loại xương nhỏ không? Ở trong tai giữa là gì? Cái này các em đều học hết rồi, về cơ thể học hay là giải phẫu học. The three bones located in the middle ear, chúng ta gọi là auditory ossicle. Ossicle từ chữ os là xương, phải không? Ossicle này tức là những cái xương rất nhỏ, những xương nhỏ. Chúng ta biết là trong cơ thể ta, tôi không nhớ bao nhiêu, là khoảng chừng 300 cái xương. Thì cái xương mà rõ rệt nhất, điển hình nhất là ba cái xương nhỏ trong tai, do đó là auditory hay về thính giác. Ngoài ra chúng ta còn có những cái xương li ti khác trong cơ thể, nhưng mà nó không có quan trọng lắm. Nhưng mà ba cái xương nhỏ mà ở tai là cái ba xương quan trọng nhất. Thì nó là malleus là xương búa, incus là xương đe, và stapes là xương bàn đạp. Cái này là mấy em đều học rồi. Thì together they transmit sound from tympanic membrane to the inner ear. Thì cái ba cái xương này, cái cơ chế của nó, mục đích của nó là nó chỉ để dẫn truyền âm thanh từ màng nhĩ vào trong tai trong. Thì như vậy cái ba xương này nó nằm ở tai giữa, mục đích nó là trung gian, nó truyền cái âm thanh từ màng nhĩ là tai ngoài vào trong tai trong. Thì ở đây nó giải thích lằng nhằng ít nhất nha, không cần nhớ nhiều quá, mà nhớ của họ không, nó cũng không ích lợi gì trong cái kiến thức lâm sàng chúng ta hết. Thì thứ nhất là cái malleus là cái hammer, tức là cái xương búa, thấy không? Thứ hai là incus là cái xương đe, và thứ ba là stapes. Thì chúng ta thấy đây là cái màng nhĩ, tức là tai ngoài, ở phía tai ngoài,
tới màng nhĩ, rồi tới tai giữa là ba cái xương này, giờ tai trong là cái phần này. Thì chúng ta chỉ cần biết á, là ba cái xương này á, nó sẽ giải thích sao, nhưng ba xương này á, nó phải hoạt động. Nếu mà nó bị nhúng vào trong cái dịch thì nó có, thì nó là nằm ở trong không khí mà của cái Eustachian tube, mà nếu mà nó là dịch trong đó thì nó hoạt động không tốt, do đó chúng ta ù tai hoặc không nghe được, không, hoặc là nó bị dính lại, nó bị cứng các cái khớp này á, thì nó cũng không hoạt động được. Cái điều đó là chúng ta cần nhớ là cái ba cái xương đó thôi. Rồi bên trong thì chúng ta có cochlea ha, là cái xoắn ốc, xoắn tai, và cái semicircular canal là cái dường như cái tiền đình nha, nếu em biết em dịch, tức là cái phần gọi là cái phần này là phần cochlea, là phần nghe, đúng không? Đây là cái phần xoắn ốc này là phần nghe, còn cái phần mà semi circular ha, là bán cái vòng tròn mà phần nửa thôi, semicircular canal, cái kênh đó đó, thì cái phần này là phần về cái tư thế, cho chúng ta có cảm giác về tư thế của cơ thể trong không gian, đúng không? Thì ba cái dòng này nó xếp theo cái theo hình ba cái mặt phẳng, mà chúng ta biết mặt phẳng không gian, cái đó là cái điều mà tự nhiên của cơ thể chúng ta nó làm. Ok. What two muscles control the movement of the bones of the middle ear? Thì hồi nãy chúng ta đã nói là cái xương đó, chúng ta nói về cái khớp xương, còn đây thì nó nói về muscle. Thì có những cái cơ mà nó điều khiển các xương này. Thì có thứ nhất là cái cơ thứ nhất là tensor tympani. Thì cái cơ này nó sẽ gắn vào cái xương búa malleus, là xương búa chúng ta gọi là hammer bone, dễ gọi hơn ha, malleus. Và nó dampen, dampen là nó làm dịu đi. Chúng ta chỉ biết chữ damp. Damp có nghĩa là làm ẩm ướt á, cái gì mà nó khô quá thì người ta làm ẩm ướt đi cho nó dịu đi ha. Thì dampen tức là damp có nghĩa là cái đập nó vân vân ha. Nhưng mà dampen có nghĩa là cái gì mà nó dữ dội quá thì người ta làm cho nó dịu bớt đi thì là dampen. Thì cái tensor tympani này nè, nó gắn vào cái xương búa thì nó là làm dịu đi cái gì, amplitude of tympanic membrane oscillation tức là sự rung động, không, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, gọi là oscillation. Thì nó làm dịu đi cái sự rung chuyển rung động của cái màng nhĩ, which prevents damage, để mà ngăn ngừa cái sự tổn thương của inner ear from loud sound. Mấy em cũng biết rồi, bây giờ hiện giờ có một số, thứ nhất mấy em trẻ ưa nghe cái nhạc thật lớn rồi gắn vô cái earbud, những cái earbud là những cái độ tai ở độ tai để nghe đó, mà cái nếu mà nghe, người ta đã nói rằng nghe cái tiếng âm thanh mà lớn thường xuyên á thì nó sẽ damage cái inner ear này, mặc dù nó có cái tensor tympani, cái cơ này nó làm dịu đi những cái âm thanh quá lớn, nhưng mà lâu ngày thì nó cũng vẫn bị tổn thương như thường. Innervation is by the mandibular nerves. Cái này là nó được phân bố thần kinh, innervation, thần kinh đi tới là bằng cái thần kinh hàm trên, mandibular nerve, thuộc về cái thần kinh cranial nerve V, thần kinh phần trên sau V3 được. Này cái chỗ này là tầm 7 V5, xin lỗi. Nó là phải là cái V5 chứ ha. Chứ V3 ở chỗ này, xin check lại. Này không trúng rồi. The stapedius, cái cơ thứ hai là cái cơ stapedius, là cái cơ của cái xương bàn đạp, thì nó insert to the neck of the staples. And chỗ này cũng sai nữa, tại sao nó cũng gắn vào cái xương bàn đạp và dampen, làm dịu đi cái movement của cái xương nhỏ này. It is innervated by the fascial nerves. Cái này nó
nó được phân bố thần kinh hay là được thần kinh nó bám vào đó bởi cái thần kinh số 7, facial nerve số 7. Thì này này cũng số 7 luôn chứ không ai nói. Số 5 là cảm giác mà số 7 là vận động. Lesions denervating, cái một cái tổn thương mà nó làm mất đi cái sự phân bố thần kinh ha, nerve vein ha, innervate là thần kinh nó đi vào thì gọi là innervate, còn làm mất cái thần kinh nó chi phối vào đi thì là denerve, denerve. Nếu một một cái tổn thương mà nó làm mất cái sự phân bố thần kinh của cái xương stapedius nè thì cause hypersensitivity, làm cho chữ nhạy đau, nhạy cảm giác nhạy hơn to the sound, gọi là hyperacusis. Acusis nghe hyper tức là người đó một cái tiếng động rất nhỏ mà người đó nghe rất lớn, cái cường độ của cái tiếng âm thanh đó nó nhiều hơn ha, chúng ta gọi là hyper acusis, hyperacusis tức là nghe cái tiếng một cái tiếng rất nhỏ mà nghe thật lớn, đó là một cái sự là một cái bất thường về 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 thính giác, mà cái bất thường về thính giác đó là do cái cơ của stapedius này, cơ mà cơ bàn đạp này nó bị mất cái thần kinh phân bố, do đó nó thả cái bàn đạp ra, làm bàn đạp ra nó nhạy cảm với lại tiếng động, làm cho chúng ta nghe nhiều hơn, vân vân. Ok, đây là còn hai cái slide cuối cùng, là tôi đi rất nhanh tại vì nó thật sự ra là nó khó nhớ mà nó cũng chúng ta có một ý niệm vậy thôi. What organisms what organism commonly cause bariatric infection? Cái vi sinh vật nào, vi thể nào, vi sinh thể nào mà thường gây ra cái infection là nhiễm trùng tai ở trẻ em, ở pediatric là nhi khoa. In order of prevalence, trong trường hợp mà thì về thứ tự ha, in order thứ tự mà thông thường, từ thường xuyên nhất cho tới ít thường xuyên nhất, cái nghĩa là vậy. The order of prevalence, common bacteria that cause middle ear infection, những cái con vi khuẩn thông thường mà để gây cho bệnh cho nhiễm trùng tai giữa, đó là một là con Streptococcus pneumoniae, là con strep không, mà cái con này thì cũng thông thường mấy em cũng biết rồi, cái con này là cái con mà gây ra bệnh viêm phổi, pneumonia là bệnh viêm phổi, Streptococcus. Haemophilus influenza, cái con này là con vi trùng ha, mà có khuynh hướng là nó gây ra cúm. Ở đây cúm chúng ta biết là cúm thật sự ra nó là vi siêu vi phải không, thì chúng ta gọi là flu virus, thì có là virus A and B hay chúng ta biết rồi, nhưng mà cái hiện tượng mà cúm á, thì cũng có thể sinh ra bởi con vi trùng á, mà cái này thường thường là bội nhiễm thôi, là Haemophilus influenza. Do chúng ta phải biết là cái cúm này có thể gây ra do virus mà cũng có thể gây ra do con cái Haemophilus influenza mà nó nói là type B, thì viết tắt của nó là HIV. H là Haemophilus, I là influenza, B là type B, thì cái con này là con gọi là con HIV. Thì cái con này á, hiện giờ người ta nói rằng là sau khi có introduction of conjugated vaccine thì cái nhiễm trùng do cái con Haemophilus influenza này nó giảm đi, tại vì có cái vaccine, bởi có cái vaccine này. Thì trong slide này cái quan trọng nhất của mấy em là mấy em phải biết cái conjugated này nè, đây là cái quan trọng nhất. Thế nào gọi là conjugated?
Tức là cái vaccine á, thường thường nó là một cái kháng nguyên, đúng không? Nó đưa vào, chích vào trong cơ thể chúng ta để cơ thể chúng ta tạo một cái kháng thể chống lại. Thí dụ cái chống lại đó là có thể là chống lại con vi trùng, hoặc là có thể chống lại một cái toxin giống như chúng ta đã học rồi, giống như là diphtheria toxoid ha, cái độc tố bạch hầu, hoặc là tetanus toxoid ha, hoặc là cái độc tố của cái bệnh uốn ván, hoặc là cái như chúng ta biết là botulinum toxoid, cái độc tố của cái bệnh botulinum mà hiện giờ ở Việt Nam mình đã xảy hiện xuất ra hiện đó. Thì như vậy cái vaccine nó bản chất nó là kháng nguyên và nó đưa đưa được đưa vào cơ thể để cơ thể sản xuất ra kháng thể, nguyên tắc là như vậy. Thì conjugated vaccine là gì? Là như thế này, là cái con Haemophilus influenza này nè, thì nó được bọc bởi một cái polysaccharide, nó là đường, phải không? Đường đa. Đúng không? Thì nó là đường. Cái đường nó thì nó cũng là một, có thể là một kháng nguyên, nhưng mà kháng nguyên này yếu, tại vì kháng nguyên bản chất nó là phải là protein thì nó mới gây ra cái phản ứng kháng nguyên kháng thể tốt. Còn nếu mà nó là polysaccharide là đường á, thì nó rất yếu. Do đó cái con này á, là nếu mà người ta dùng cái polysaccharide của cái con Haemophilus influenza này á, mà để tạo ra cái vaccine á, thì nó yếu lắm. Do đó người ta phải gắn vào đó á, một số protein khác của những con vi khuẩn khác. Nó hai cái nó cộng lại nhau, do đó cái nghĩa của nó là conjugated. Thì khi mà nó kẹp cái polysaccharide vô một cái protein của cái con khác á, thì cơ thể nó sẽ có cái phản ứng miễn dịch tốt hơn. Thì lý do đó là cái lý do mà người ta làm ra cái vaccine mà conjugated này. Thì đó cái vaccine conjugated này là của cái con Haemophilus influenza, là cái vaccine conjugated đầu tiên đã người ta làm. Và sau đó người ta dùng cái kỹ thuật này người ta áp dụng cho một số cái vaccine khác. Ví dụ mấy em cũng biết là cái con Neisseria encephalitis, cái con Neisseria mà gây ra cái viêm não á, thì nó cũng là bọc bởi polysaccharide. Do đó người ta phải phải kẹp nó vào một cái protein thì mới tạo ra một cái vaccine hữu hiệu. Đó là cái kỹ thuật mà chúng ta nên biết, gọi là conjugated vaccine. And Moraxella catarrhalis, cái này thì cũng con này cũng ít khi mà mình nếm thấy. Cái con này thì thuộc là dòng của Pseudomonas, một cái con tên vi trùng khác để mà nó làm cho gây ra cái viêm tay chữa tim tay. Approximate antibiotic coverage involves beta-lactam such as amoxicillin. Thì cái này cũng không cần biết nhiều, tại vì nó là cái người ta nói là cái kháng sinh là amoxicillin, nó là cái thế hệ nó là cái thuộc loại cái dòng beta-lactam, phải không? Chúng ta cũng biết rồi, beta-lactam đầu tiên nó là cái penicillin, tức là cái penicillin. Rồi sau đó là tới là ampicillin, rồi tới amoxicillin, rồi tới cephalosporin. Tất cả các đó là những cái thế hệ của cái beta lactam này hết. Thì đó là cái một loại kháng sinh mà chúng ta gọi trong nói chung là cái nhóm beta lactam này. Thì những cái kháng sinh này nó bị kháng bởi những con vi khuẩn mà nó tiết ra được cái beta lactamase, phải không? Chỗ này chút sao mà nói beta lactamase, những cái con vi khuẩn nào mà nó tiết ra cái phân hóa tố là beta lactamase sẽ thì nó sẽ kháng với lại cái kháng sinh mà thuộc cái dòng beta lactam. Thì bây giờ để đi dẫn tới một cái nữa, đó là người ta mới cho cái kháng sinh đó mà người ta kèm theo một cái thứ gọi là beta lactamase inhibitor.
Cái này tôi nói tại vì nó hơi phức tạp, nhưng mà cái này là cái khuynh hướng hiện đại, do đó mấy em cần biết. Tức là cái kháng sinh đó nó là beta-lactam, nhưng mà beta-lactam này nó sẽ bị những cơ con vi khuẩn mà nó tiết được beta-lactamase nó phá đi, tức là nó kháng lại. Thì bây giờ đó, là người ta kèm cái thuốc kháng sinh là beta-lactam mà có cái beta-lactamase inhibitor đem theo, tức là có cái thuốc khác, nó là hai thứ thuốc, một thuốc là beta-lactam đó là kháng sinh, và một thứ thuốc nữa là beta-lactamase inhibitor, tức là chất ức chế beta-lactamase của vi trùng. Để mà hai cái thứ này nó đi vào á, thì cái con vi trùng mà nó kháng beta-lactam bằng cách tiết ra beta-lactamase không hoạt động được. Thì đó là một cái thứ thuốc mà rất mới, mà hiện nay đã dùng, ta gọi là Pip-tazo. Oh, mấy em chắc biết rồi. Pip-tazo. Nó là chữ viết tắt của piperacillin và tazobactam, tức là piperacillin này nó là beta-lactam, và cái tazobactam nó là beta-lactamase inhibitor. Do đó mấy em sẽ thấy là cái thuốc này tự nhiên hay không, người ta để hai cái thuốc làm gì, đó là nguyên nhân là vậy á. Tức là cái tazobactam này nó vô để mà nó kẹp cái beta-lactamase của con vi trùng, để mà cho cái piperacillin này nó hoạt động. Đó là cái kỹ thuật mới về kháng sinh. Nào, tiếp. Less common organisms are group A streptococci. Nó là con Staphylococcus aureus, tụ cầu vàng, và Pseudomonas and the newborn gram negative bacilli. Cái này tức là ở ở trẻ mới sơ sanh thì có những cái con trực khuẩn mà gram âm. Slide cuối cùng. Approximately 50 to 20% of middle ear infection, khoảng chừng 15 cho tới 20% của cái nhiễm trùng tai giữa due tức là do due to viruses, do cái con virus, do con siêu vi, including respiratory syncytial virus. Respiratory hô hấp, phải không? Syncytial là tôi không biết dịch tiếng Việt là gì, nhưng mà tức là cái con virus đó thì nó có nhiều, mỗi mỗi con kể như là một cái chuỗi DNA RNA, phải không? Thì cái này á, cái con này nó tập hợp những cái chuỗi đó vào trong một tế bào chất, tức là syncytial là đa nhân, hay là cái đại khái là trong nhiều cái tế bào mỗi tế bào nó có đại khái như đó có một cái nhân trong đó. Thì mà nếu mà các nhân đó nó tập hợp, nó các tế bào chất nó kết hợp với nhau, nó dính với nhau và nó chứa những cái nhân, nhiều cái nhân trong đó, thì cũng là loại syncytial. Nhưng mà cũng không cần hiểu lắm, không cần nhớ lắm, nhưng mà đấy là một cái loại virus mà chuyên môn nó attack lên trên cái đường hô hấp của chúng ta. Rhinovirus cũng vậy, là một cái loại virus, nó lạc lạc tên vậy thôi, nó attack trên cái mũi chúng ta, không? Rhino là cái mũi. Influenza viruses, giống như nãy chúng ta nói, tại viruses thì thường có cái A and B, đúng không? Hai cái loại virus mà chúng ta trong đây nó còn nhiều chủng khác nhau nữa. Và adenovirus, adeno có nghĩa là tuyến ha, nhưng mà trong trường hợp này không phải là tuyến mà nó là cái amidan của mình đó, nó là tonsil đó. Cái con này á là chuyên môn là nó attack trên cái tonsil, trên cái amidan của chúng ta. Thì cái virus mà nguồn gốc mà người ta lấy á, là người ta lấy từ cái tonsil này, nhưng thật sự ra hiện giờ là nó có nhiều chỗ khác nhau. Thì đó là những cái ý niệm. Nói chung trở lại thì để mình tôi stop share đây. Ok. Chat với em có cái gì không? Cuốn mũi, ok. Ơi.
Thì nói chung trở lại là nó cái bài hôm nay đúng ra đó là nó cũng không có, tôi thấy là mỗi cái bài nó như có nhiều người khác viết khác nhau, do đó mỗi mỗi người viết một kiểu. Nhưng mà bài hôm nay chúng ta đó, chúng ta chỉ cần biết như thế này là viêm tai giữa đó thường là nó xuất hiện từ trẻ em, mà nó phát xuất từ cái virus đường hô hấp trên. Từ virus đường hô hấp trên thì nó lan vào trong cái lỗ, trong cái tai giữa, và tai giữa đó thì nó sẽ có cái bội nhiễm của vi trùng, đúng không? Hồi nãy là siêu vi rồi nó bội nhiễm vi trùng, từ đó thì nó phá nhiều thứ trong đó. Một là nó phá cái màng nhĩ, cho là lũng màng nhĩ, nó chảy mũi, chảy chảy mũ lỗ tai, từ trong tai trong đi ra ngoài, mình thấy là chảy mũ lỗ tai ra ngoài. Và thứ hai nữa là nó phá cái thính giác, tại vì nó ảnh hưởng lên trên những cái ossicle, tức là những cái tai nhỏ nhỏ gồm có cái hammer ha, incus and staples, đó là những cái xương đó mà khi mà nó bị trục trặc rồi á thì cái thính giác ta giảm, mà khó chữa lắm, khi mà nó bị gì rồi đó là rất khó chữa. Ok, đó là ngày hôm nay, mấy em còn có gì nữa không, có gì thắc mắc không? Thôi ha, là như thế là chúng ta có thể chấm dứt rồi. Ok, bye mấy em nha, bye.